Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì em xin giới thiệu với anh em một cặp Ray-Ban Chrome Max Mud Lens B20. Có lẽ là nói đến Chrome Max thì anh em biết rồi, đây là kính dòng lái xe chuyên để cho anh em lái xe, nó rất là thích hợp và nó đúng với cái tiêu chí. Ngày hôm nay thì em có hai chiếc, một chiếc tình trạng nó là như mới, một chiếc là tình trạng full book. Chiếc này thì em bán với giá là 8 triệu rưỡi, một chiếc 8 triệu rưỡi, một chín chiếc 9 triệu rưỡi. Về cơ bản của nó thì chiếc 9 triệu rưỡi thì là nó chiếc nó chưa sử dụng, đây là chiếc 8 triệu rưỡi. Đây là chiếc 9 triệu rưỡi. Chiếc 9 triệu rưỡi thì nó còn chưa sử dụng. Size cả hai đều là size 58. Anh em có thể nhìn thấy cả tem mát Chrome Max, cây kính tình trạng chỉ kính này rất là đẹp. Đó. Hai cây thì chỉ cần sâu một cây là được rồi, còn một cây kia thì nó rất là mới. Cây còn lại 8 triệu rưỡi nó cũng rất là đẹp. Các cái phần mạ vàng của nó cũng rất là đẹp, mạ vàng những chiếc này nó thập kỷ 80 nó rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy cái mắt của nó, mắt màu hơi nâu chà một chút. Nó là mắt dòng mắt Lens B20, một cái dòng mắt rất là cao cấp dành cho kính lái xe. Tại sao lại gọi là kính lái xe? Bởi vì là khi đi mình đi vào cái buổi chiều sẩm tối thì nó kích sáng lên, đeo ban ngày thì mình nó sẽ sáng rực và nó hỗ trợ ánh sáng cũng như là giảm các cái tia UV chống mỏi mắt khi mà đi trên đường. Kính này size 58. Buổi tối thì anh em nhìn sẩm tối thôi, còn ví dụ tối xì như trời mùa đông ở miền Bắc Hà Nội như thế này thì theo em nghĩ đeo kính này thì là nó không thích hợp và không khả quan. Dòng kính này thực ra là em bán quá là nhiều nên cũng không cần phải giới thiệu nhiều về cái lens cái mắt của nó nữa, bởi vì là trên kênh của em hơn một năm qua em bán rất là nhiều, gần 2 năm gì đó. Xin mời anh em chén trà. Cho nên là không cần phải giới thiệu nhiều. Đợt tới thì em sẽ giới thiệu với anh em một vài cây full book của cây Ray-Ban Tướng Quân, nó rất là đẹp, size 58 và size 62. Tất nhiên thì trong cái tình trạng full book thì anh em biết rồi, cái giá của nó cũng là khá là ngất ngưởng cho anh em chơi sưu tầm đấy, cũng là một bước cản đối với những người không thể với tới được, cũng là một bước chinh phục đối với những anh em dũng cảm và có sở thích sưu tầm. Bởi vì thực ra là những chiếc kính ở những thập kỷ 80 mà nó chưa sử dụng, đặc biệt là những cái chiếc nó thuộc hàng hot như là Ray-Ban Tướng Quân cùng với lại Ray-Ban Diamond H, thì có lẽ là rất là được nhiều anh em săn đón và sưu tầm. Đối với lại anh em chơi về kính thì biết rồi, rất là nhiều anh em săn đón những cái sản phẩm như thế. Hơn một năm trước thì em bán rất là nhiều Diamond H và Tướng Quân. Tuy nhiên trên cái kênh của em ở cái thời điểm năm nay thì mua được nó cũng ít hơn, bởi vì lượng hàng nó không phải lúc nào nó cũng mua được. Bởi vì lượng hàng bây giờ nó, như anh em thấy là nó cũng không phải, chất lượng của nó không phải là cao. Ví dụ như là một vài dòng mà em bán cái tầm ví dụ 12-14 triệu thì nói thực là cá nhân bán thì là em vẫn thích chơi những cây nó phải mới, bởi vì những cái cây kia thì tuy rằng là cái giá trị của nó vừa với lại cái tầm giá rồi, nó đúng cái giá trị rồi, nhưng mà cá nhân em một người nó chơi nó thiên hướng về cái đẹp, dù có mình không dùng được, không sử dụng được, không chơi được thì mình để nó mình một chiếc nó thực sự nó đẹp, nó không có gì điểm chê thì mình vẫn thích hơn nhiều là những cái sản phẩm đó, mặc dù là sản phẩm đó dùng để bán chứ không phải là sản phẩm để sưu tầm. Tất cả những cái sản phẩm của em đều bán, có thể chơi tại một thời điểm nào đó thôi, chứ còn về cơ bản là em sẽ vẫn bán tất cả các sản phẩm đó. Cho nên anh em yên chí cho cái giá là không bao giờ là giá gọi là giá sưu tầm, giá để chơi cả. Còn những cái sản phẩm như hiện nay thì em bán rất là nhiều về Ray-Ban, bán về kính cơn, kính vàng thì còn đợt cuối năm thì em triển khai nhiều hơn, bởi vì cái tập khách nói chung là anh em cái thời điểm dịch bệnh vừa rồi thì những anh em ít bị ảnh hưởng hơn là những anh em có kinh tế nó vững hơn, thì cái tầm tiền mà cao thì vẫn là dễ bán hơn. Nhưng đối với những tầm tiền bây giờ ví dụ như kính si 4-5 triệu là thực sự bán cũng là khó hơn so với lại những cái loạt kính mà nó cao tiền, cũng thú thực là nó là như thế. Cái thị trường chung có nó bị ảnh hưởng bởi vì dịch bệnh Covid, nó ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều người, trong đó có ảnh hưởng tới anh em và cũng
gián tiếp và trực tiếp ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Bởi vì chơi những cái đồ như này nói thật là nó cũng là xa xỉ, nó cũng là một thứ gì đó nó mang tính chất gọi là giải trí là nhiều, nhưng còn một cái kính mà ví dụ như là 5-10 triệu, 20 triệu, có cả cái 100 triệu thì thực ra là nó nhu cầu của mỗi người nó phù hợp với mình, thì anh em lựa chọn những cái kính nó phù hợp với lại cái tiêu chí của anh em để giao lưu. Chúc anh em có một ngày đầu tuần vui vẻ, và mình đợt này mình có vẻ rảnh vào cái tầm buổi chiều nên mình thường lên vào những cái phiên vào đúng cái giờ nghỉ của anh em là đi làm về, để tối anh em có thể ăn cơm xong là có video để xem giao lưu cùng với anh em. Xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một ngày ở bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc.